Người mẫu tại khu vực Hội Hoa Xuân tỉnh Bến Tre nha. Anh là kênh Nhịp Sống Sài Gòn, xin chào mọi người. Chào anh. Bye bye cả nhà nha, bye bye. Anh cảm ơn nha. Mua sắm vì Tết mà phải có hoa ở cái cửa nhà rất là đẹp ha. Nói thì mình cũng theo chủ quan thôi cả nhà. Chủ quan là mình thấy cái sức mua, nhưng mà thật ra là mọi người cũng còn đang đi tham quan, chọn những cái loại hoa phù hợp nhất. Mà chứ gì thì hết giờ họ đi về thì họ cũng người ta sắp hết mang. Em cũng thấy buổi tối là rất là nhiều người. Thời điểm này họ đi, họ chụp hình, tranh thủ là ánh nắng còn đẹp thì để chụp hình thôi. Nhưng mà tới thời điểm mà tối đi về là kiểu gì trên tay cũng có sắp hoa về để cả nhà. Cho nên là ở đây nó dầu nhiều nhưng nó cũng sẽ vơi đi rất là nhiều, bán rất là được nha. Thôi thôi giờ các bạn cùng với Adam là chia sẻ cho bạn tiếp tục cái dây cho qua nha. Ừ, được, yeah. Okay. Rồi, let's go. Đi tiếp anh em, mình đi tiếp thôi. Như vậy, như mấy anh em chia sẻ và ở chợ hoa khu vực này thì như thế nào thấy không? Rất đông nha, bữa nay rất đông. Rất đông người đi. Hôm nay anh em mình lại gặp nhau nữa anh Tân ạ. Dạ, chào cô. Cho cô lên kênh Nhịp Sống Sài Gòn nha cô. Rồi, cho cô cá. Dạ, dạ. Nhớ về ủng hộ kênh con nha. Dạ, chúc cho con Tết vui vẻ nha. Dạ. Cả nhà thấy không? Người dân Bến Tre thân thiện lắm. Họ không những không sợ máy quay mà rất thích máy quay. Cho ké nữa. Mình chưa kịp xin phép cho mọi người luôn rồi. Anh em đi phơi cái nắng ra nhà, bây giờ là 3 giờ rưỡi hả? 4 giờ rưỡi rồi. Sao mà nắng dữ vậy anh? 16:30 để cả nhà ơi. Mà còn nắng vậy nè, anh em đang tìm một cái điểm để mà đứng lại rồi chia sẻ với cả nhà. Được không? Được không? Được không? Đây nha. Hoàng Nam gì Sống Sài Gòn. Đại hội ngộ với Thanh Tân của kênh Nhị Ngọc Bánh Tre nữa rồi. Yeah. Ủa chuyện gì đây? Xuống đây chơi à? Đúng rồi. Mình phải về rồi đó cả nhà. Mà muốn quên cũng không được anh à. Bận rộn quá muốn quên nhưng mà không quên được. Đi ngang cái đường này là chắc là rất quen thuộc với mọi người rồi đúng không anh? Cực kỳ quen thuộc rồi. Thanh Tân của kênh Nhị Ngọc Bánh Tre. Nam kênh Nhị Sống Sài Gòn. Kính chào quý khán giả. Nhân dịp xuân về 2024 thì Thanh Tân và Hoàng Nam kính chúc quý vị và các bạn một năm mới tự do sức khỏe, an khang thịnh vượng, sự chú ý phát tài phát lộc nhé. Nam cũng thay mặt cho anh em làm nghề cũng giống như anh Tân, và hôm nay thì cũng đến hẹn lại lên rồi mình cũng chia sẻ với quý chị cái hội chợ hôm qua xuân. Hôm nay thì đi sơ lược qua thấy nó cũng rất là hoành tráng rồi. Bây giờ muốn chia sẻ với cả nhà thì lời đầu tiên thì Nam muốn gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng đến quý anh chị và quý khán giả. Hôm nay có gì đó thì nên chia sẻ thêm. Đến hẹn lại lên thì một mùa xuân nữa lại về ha. Thì Thanh Tân và Nam á thì luôn chia sẻ những cái vui, những cái khoảnh khắc của tỉnh nhà ha, tỉnh Bến Tre mình. Thì hôm nay sẵn xuân về thì được rất nhiều là phải là trăm hoa đua nở luôn á. Thì đây là Thanh Tân và Nam sẽ quyết đi một vòng của chợ hoa của thành phố Bến Tre, chia sẻ nhiều cái bông hoa đẹp như thế nào cho cuộc sống hết Nam nhé. Thì bây giờ không để quý anh chị chờ lâu hơn, chúng ta sẽ đi từ cái hướng này ra tiếp tục bắt bước vào chợ hoa nhé. Rồi anh em mình cũng đi nè. Ok.
đây thì hoa giấy đúng mùa nha cả nhà, tuyệt vời, hoa giấy rất là đẹp luôn. Có những gốc thì thường chỉ một màu nhưng mà đa phần năm nay người ta ghép nhiều màu, thường là năm màu vô trong một chậu nha. Đây con cây đây cả nhà, ta xem này hoa giấy đúng lắm, do nắng lắm không có mưa nên là hôm nay cắt hoa được mùa hết cả nhà. Nhà ơi, hôm nay thì Nam cũng chia sẻ chợ hoa xuân ở thành phố Bến Tre nè. Hôm nay thì như cả nhà thấy không, mai năm nay rất là đẹp, rất là được mùa nha, đúng mùa nha. Tới thời điểm này hôm nay là cũng 25 Tết rồi và Nam thấy hoa mai ở cái nụ như này thì năm nay hứa hẹn một cái mùa mai rất là tuyệt vời nha cả nhà. Như quan sát thì đây là những gốc mai mà bắt đầu người ta mới vừa cắt cành rồi cả nhà. Và chúng ta muốn trồng nuôi thì chúng ta mua những cái gốc như thế này nè, chúng ta về chúng ta nuôi nhé. Có cái dáng rất là đẹp luôn rồi cả nhà.
Thì hôm nay có ghé qua một cái gian hàng, anh ở đây thì ảnh cũng muốn chia sẻ với quý anh chị là chúng ta kỹ thuật về hồng mai, ví dụ như mình trên kiểu nghiệp dư đó, nhưng mà có một gốc mai rất là đẹp nhưng mà mua về muốn tự tay trồng, thì anh cũng chia sẻ một chút xíu về những cái kinh nghiệm để cho mọi người. Cái cây phôi như vậy mình mua về vậy thì mình về đó mình lột này ra rồi mình lấy vít đó mình khởi mình lĩa này ra hết. Dạ. Rồi mình trộn giá thể ví dụ 70 mộng dừa, 30 tấu. Rồi mình cứ đặt vô mình trồng thôi. Dạ. Rồi mình tưới dưỡng rễ cho nó, dưỡng rễ dụ 3M là Artemis gì cũng được. Dạ. Với một cái gốc này thì năm nay thì mình bán như thế này thì khoảng bao nhiêu tiền anh ha? Một gốc như thế này. Gốc như vậy là có 1.8 à. À 1.8. Gốc này thì 3 triệu. À 3 triệu mấy một cái gốc này nha cả nhà. Đó, có những cái gốc này thì chắc là mắc tiền hơn đúng không? À gốc này thì 10 triệu. À 10 triệu. Mà cái này thì mình mua về thì anh có bao là mình trồng nó sống hay là cái này về chỉ cách trồng rồi người ta tự trồng? Không, giờ nói chung đa số giờ người ta cũng gạch chơi mai á. Dạ. Thì mấy cái này nó cũng mạnh lắm. Dạ cũng mấy gốc này rất là đẹp nha cả nhà. Thì đẹp. To đẹp. Còn nếu mà mình bao sống thì cái giá nó khác vậy đó. Nhưng mà dạ, mai này là nói chung là bảo đảm 100%. Dạ. Tại vì mai này là ở Cần Thơ chứ không phải cái hàng ví dụ mấy cái chỗ khác thì tôi không có nói. Dáng này. Ồ, dáng này giống như rồng nữa ha. Đức từ Phúc Tân, Bến Tre. Bây giờ thấy chuộng Bến Tre, Phúc Tân. Năm nay thì tình hình sao anh? Buôn bán tới thời điểm này, nay là 20 mấy Tết này ta? 26 rồi. 26 Tết rồi. Tình hình sao anh? Thì 26 Tết thì ra rồi bán cũng nhỏ nhỏ như vậy cũng được. Dạ. 20 mấy gốc rồi. À dạ. Anh là từ đâu đến đây? Ở Bến Tre mình thôi. À Bến Tre luôn hả? Nghe người dân Bến Tre luôn thì cũng giảm đỡ được cái chi phí vận chuyển ha. Ở dạ. Phường 8. À phường 8 dạ. Nhưng mà thí dụ mấy gốc này mình lấy ở bển thì nói chung giá cũng tung tung, mà về đây giờ nói chung người dân mình người ta mua nói chung người ta cũng cái giá cả cũng dữ lắm. Dạ. Kinh tế nó khó khăn á. Cái gốc này em nói là giờ bán chi nhiêu? 1.8 triệu. Đó 1.8 triệu. Dạ. Thì 3 triệu mấy nè. Cái này là 3 triệu. Cái nào hoa nào đó không anh? Không, đây nói chung là mình chuyên về mai thôi à. À chuyên như về mai. Mình đam mê á. Dạ. Rồi mình mua về rồi mình bán cây phôi cho những người ta thích chơi. Dạ. Còn ví dụ đôi lúc mà nhiều khi bán không được thì mình đem về mình ghép rồi năm tới mình ra. Dạ. Mình bán tiếp. Dạ. Anh ví dụ như khán giả họ muốn cần để mà tư vấn hoặc là họ có thể dưỡng mai, cứu mai những cây mà nó có thể bị suy rồi đó, anh có những cái ca đó giúp hỗ trợ không? Từ xa không? Thì nó cũng được chứ không có gì á, mà nó cũng không có cái gì khó. Thì nếu mà anh không ngại chia sẻ thì anh có thể cho cái thông tin số điện thoại hay cái gì của anh trên đây, quý khán giả họ có thể liên hệ với anh. Hoặc là quý là các hàng đó cũng muốn nhu cầu cũng mua đó. Thí dụ giúp anh luôn cho. Thí dụ mà muốn mua dạ. Thì ví dụ muốn mua cái phôi này mà thí dụ muốn không biết ghép, không biết bẻ sửa chỉnh sửa ở đây. Dạ. Người ta nhận người ta nuôi luôn. Dạ. Ví dụ thầm thẩm rồi ta gửi luôn cũng được nữa. Ok đó, anh đọc cái số Zalo của anh đi. 0985 rồi 205076. Dạ. Anh tên là gì anh? Tên Hậu. Anh Hậu ha. Zalo Hậu Nguyễn. Dạ đó, nhưng như anh Hậu chia sẻ thì ngoài việc bán tại chỗ và các quý anh chị có thể trên Zalo ảnh đăng những cái cây này mình mua về thì mình sẽ chăm sóc hoặc là anh tư vấn từ xa, uống hoặc ghép gì đó rồi giao hàng luôn cho quý anh chị, ship khắp nơi đúng không anh? Cả nước cũng à, khắp nơi luôn. Rồi, okay. Dạ. Rồi thôi chúc anh Hậu bay bắn đất nha. Rồi, rồi. Năm mới dồi dào sức khỏe. Dạ. Em cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Có những chia sẻ chân thành với quý khán giả. Dạ, chúc anh bán đất nha. Rồi, cảm ơn anh Hậu rất là nhiều. Mua mai dạ. Liên hệ nha anh Hậu. Dạ, rồi, em cảm ơn. Dạ dạ cảm ơn anh. Dạ. Dạ em là kênh Nhịp Sống Sài Gòn à. Dạ, cảm ơn anh. Anh chia sẻ thêm là ở đây là bờ sông nha, bờ kè. Thì phía sau thì là một cái sông rất là lớn. Đây cả nhà. Cuộc sống ở đây cái bình yên ha. Có cái rặng cây này, cái bần đấy cả nhà, bần ổi ha. Chúng ta thường trồng cái này để nó giữ được không có sạt lở. Và trái bần thì chúng ta có thể dùng để chế biến thức ăn là nấu canh chua rồi ăn với chấm với các loại mắm nha. Đó là đặc sản của miền Tây của chúng ta.
Đây là có các hạt dê nè. Bên đây là một cái nhà hàng nổi của thành phố Bến Tre nha. Đó, sau đây chúng ta thấy là nhà hàng nổi đó. Thì là có bánh lòng cả nhà. Mình chia sẻ. Bánh tiền trống. Bánh tiền trống nè. Bánh tàn ông chỉ có 7k một cái thôi. 7k. Ăn một cái nhớ hoài cả đời. Ăn quảng cáo ghê chưa? Đây anh cũng làm nghề YouTube nè. Đó. Chắc là mình phải ủng hộ anh bánh thằng ông, bánh của vùng quê của mình nha, bánh truyền thống nè. Bảy k một cái. Rồi đúng rồi, chia sẻ. Rồi bây giờ mình mời quý khán thính giả trên kênh Nhịp Sống Sài Gòn một miếng bánh nhân gian của thành phố Bến Tre ha. Dạ. Nhân dịp xuân về mình cũng kính chúc cho quý cô chú chị trên kênh Nhịp Sống Sài Gòn luôn luôn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và ăn lành hạnh phúc. Mình cảm ơn người thân của mình những ngày giáp Tết nha. Anh nghe nói lưu lót vậy có nghĩa là anh cũng là người làm kênh đúng không? Thì em làm kênh mới có ba tháng mấy này à. Kênh của anh là kênh gì, giới thiệu mọi người chia sẻ mọi người đâu đó với nhau. Rồi chưa anh này hả? Thêm một cái kênh Vị Ngọt Bến Tre. Vị Ngọt Bến Tre ha. Sẵn dịp có kênh của anh Nhịp Sống Sài Gòn, sẵn này mình cũng có kênh cũng nhỏ bé thôi, kênh mình mới làm 3 tháng mấy này. Kênh của mình là Chân Bước Mỗi Tay. Quý cô chú anh chị mình tên kênh khán giả lên kênh của Nhịp Sống Sài Gòn thì có ủng hộ thì hãy lên YouTube đó, Chân Bước Mỗi Tay. Và kênh anh tên gì? Vị Ngọt Bến Tre. Vị Ngọt Bến Tre. Rồi có một kênh của anh này làm Vị Ngọt Bến Tre. Anh có chủ đề gì không? Em nói thì tổng hợp nhà hàng. Rồi kênh Vị Ngọt Vị Ngọt quê hương hả? Vị Ngọt Bến Tre chủ đề nói về du lịch ẩm thực nè kìa. Du lịch ẩm thực. Nếu quý cô chú chị mình có yêu thích thì hãy bấm nút like và chia sẻ và một nút đăng ký kênh. Rồi hậu chúng em nha. Rồi, cảm ơn anh. Cái tình nhớ. Bước chân mà ta bị mỏi hả? Đúng rồi. Tại vì nhiều người ta bình luận với ta hỏi lắm. Ủa sao kênh kỳ bước chân mà sao mỏi tay? Rồi mình mới giải thích ra bước cái chân nó đi cái chân nó không mỏi nhưng mà cái tay mình cầm quay á nó rất là mỏi luôn. Cái đó mình nói thật luôn á. Cũng ảnh nói mình cũng liên tưởng nó giống như mình nói tiếng Anh mà mỏi tay vậy đó. giấu không hiểu. Đó cả nhà ơi. Mấy nay làm nghề nó cũng có rất là nhiều cái thú vị. Đi gặp những anh em làm nghề rồi những cái chia sẻ của những người dân ở khu vực này kia đó có nhiều cái thú vị kìa luôn mà không. Dạ. Nói chung lúc đó mà anh cũng bị hơi giống như trầm cảm giống chết phải không? Không làm gì rồi thấy đi quay cho chơi thôi. Dạ. Chứ mình cũng có cái nguyện để hôm nay anh không quay ở đây hay là quay anh quay rồi quay rồi, rồi. Tối dạ. Tối chỉ live thôi. Tối anh ra live thôi, tối mới đêm live, tối nó cáo rảnh đó. Dạ. Anh có nguyện đi làm thiện nguyện phải không? Ăn về rồi không uống nước sao chịu nổi. Rồi nước ở đâu? Nước ở đây là mình mà ảnh là đi chân mà mỏi tay. Bước chân này mỏi tay, ảnh mời bánh. À, chân bước mà mỏi tay phải không? Cái tên sao mình thiệt cũng ạt não nhau. Thiệt chứ có một cái chân lại quên bởi vậy. Có những cái kênh là mỗi chân không? Lại ngứa chân. Đúng rồi, có kênh lại chân cũng nổi rồi tiếng. Anh cũng có một cái trường phái khác cũng. Anh bắt đi anh đổ thì chơi. Rồi, tiếp này đó anh. Nu bánh. Rồi. Bóc nữa thì bỏ bột mì tinh đó, nó có trứng gà đấy ha, thơm, muốn mềm thì mình đổ bột mềm, muốn cứng giòn đổ bột cứng. Nhưng mà nó có sữa không anh? Có. Anh thì anh có pha chế vô sữa vô không? Chút đỉnh ha. Rồi bánh nó già. Trời ơi đẹp. Ngày kia em ăn em thấy bay mùi thơm thon thoảng, nó có mùi sữa. Kiểu bán được bình thường bán 5.000. Bớt trứng lại về mình là 7.000 thì trứng thêm do dịch giá. Anh lý do anh cho em hỏi là sao một cái bánh nó phồng lên vậy? Anh có bột gì để riêng của nó là để cho nó phồng lên sao? Bột béo hả? Còn bớt bánh cứng nhắc. Đúng rồi. Nó phải vậy nó mịn cho bánh. Còn nếu không cứng nhắc dễ cắt thì nó như người ta làm bánh bò mà nó không nổi vậy. Không có để tre đó là anh ăn nó như bảy bảy
bể mỗi cái nghề mỗi có cái bí quyết nha, khác nhau ha. Một cái bánh gì là 7 ngàn, dạ một cái, dạ dạ. Rồi à, quý vị nào mà có đi chợ qua của thành phố Bến Tre gần đây thì ghé ủng hộ anh này ha. Ừ. Anh bán tên gì anh? Anh tên Tùng. Anh Tùng, trời ơi, chạy là anh Tùng quá. Nghĩ là ca sĩ rồi. Ca sĩ ký hát rồi, về tết. Tết phục vụ cho con bánh đàn ông. Và đây. Trông dễ thương nha cả nhà ơi. Này bên trong là cái gì ta? À, bông gòn. À, mình móc bằng len. Đây là đồ handmade này cả nhà, tự làm. Hoa giấy năm nay được mùa em hả? Bán được không? Dạ tính đi. Dây hoa giấy nhiều anh. Bao nhiêu hả? Đúng rồi. À 8 gì có 80 ngàn một cây thôi đó hả? Dạ đúng rồi, 80 ngàn. Em ở đâu xuống đây bán? Em ở bên Mỏ Cày. Mỏ Cày hả? Dạ. Chở qua nhiều không? Chở qua chưa đây chắc cũng tầm khoảng 80 trăm. À 100 cây rồi, bán được hết nhiêu rồi? Được 50% chưa? Bán lai rai chắc cũng tầm 20 rồi. Cái, dự kiến là bán hết cái này không? Em nghĩ là nếu mà khách chịu có hàng thì chắc cũng phải là nay mai. À nay mai hết dạ. Nhưng mà cũng quyết giữ giá này chứ không có đa số nữa. Dạ đúng rồi, không không thì mình đem về mình dưỡng thôi đúng không? Đúng rồi. Ủa em như cái này mà chia sẻ thêm với khán giả đi, nếu mà ta trồng hoa vậy là để dưỡng năm sau thì mình phải làm như thế nào để nó có hoa được nhiều? Ờ nó mà năm sau đúng không? Ví dụ như mà bây giờ để cái này tầm khoảng tháng đến 2 tháng nữa thì mình sẽ đúng hết. À. Rồi bắt đầu thì cũng có là mình ví dụ như là trồng nó thì mình sẽ thêm phân. Là thứ nhất là phân chuồng ở nhà hoặc là cho trồng thêm. À. À. Tại vì con phân chuồng ta đã có chất dinh dưỡng rồi. Còn à, nếu mà muốn phong lên được điều như thế này á thì năm sau khoảng thời gian từ 8 tháng 9 á là mình sẽ tỉa. Dạ, rồi, tỉa đi rồi mới bắt đầu làm cho thuốc. Ồ. Và còn như Tết vậy mình coi như Tết này thì mình cứ để như vậy tới thời điểm như em nói là mình bón phân còn thì không cần phải bỏ hoa đi luôn. Không cần. Dạ đúng không? Không cần nó tới đủ thì nó sẽ tự rụng. Đúng rồi. Thầy 80% bán một cây hả? Ok, ok. Ồ okay. Cái đẹp quá cả nhà ơi. Rẻ trong hàng hợp sẽ được hàng ở đây. Ok, cảm ơn em đã chia sẻ kinh nghiệm với trồng hoa giấy nha. Chúc cho em mua bán khách hàng này mới về quê ăn Tết. Rồi, ok, cảm ơn em. À, cả nhà thấy đó, năm nay thì tình hình hoa cũng hơi chậm nha cả nhà. Năm nay là rất là chậm, nhưng hoa giấy năm nay được mùa đó. Và gần như là giá nó đang thấp nhất từ trước đến nay rồi cả nhà. Chỉ có 80 ngàn một cái chậu lớn như thế này mà ghép trong đó đủ 5 màu nha cả nhà. Và chúng ta cũng nghe cái người trồng họ chia sẻ cách mà giữ mà năm sau người ta có. Và thì chúng ta lại tiếp tục qua những cái gian hàng khác, và mỗi gian hàng thì mình sẽ chia sẻ cho với cả nhà cách họ trồng và dưỡng những cái chậu hoa trong gia đình của mình nha. Và bây giờ thì Nam với cả nhà lại tiếp tục chúng ta rong ruổi trong các cái khu phố chậu hoa này cả nhà. Và càng về tối thì ở đây nó càng náo nhiệt hơn nha mọi người. Sau khi bớt công việc rồi sắp xếp công việc thì họ lại đi mua sắm. Chúng ta lại tiếp tục
bên cạnh các hoa cái sắc thì sắn thì chúng ta cũng sẽ làm đẹp. À, nghe thấy không? Đó, mọi người cũng ra đây để chụp hình này cả nhà. À, giữ cho mình lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất nè. Và bây giờ thì cũng đã là 17:30 rồi cả nhà. À, trời cũng đã về chiều nhưng mà cái nắng cũng vẫn còn gay gắt nha. Và cả nhà thấy không? Cũng còn chói chang luôn. Và chúng ta cũng không có chặn được cái bước của chúng ta đi tham quan mọi thứ luôn. Tận mắt chứng kiến. Đây là nghệ nhân đang bắt đầu mở mấy cái dây ha em. Sau thời gian mà chúng ta uống cái dây này vào đây để mà định hướng là tạo dáng thì giờ chúng ta mở ra nha, cho cây nó phát triển. Câu này cũng khéo léo này cả nhà, vì chúng ta có thể làm rơi rụng nụ hoặc là ảnh hưởng tới cái cành các chi nha. Mai chi thủy lá nhuyễn rồi cả nhà, quá trời thơm. Đây là những cái mai chi thủy nha cả nhà, được nghệ nhân chỉnh sửa và tạo dáng bonsai. Và chúng ta vào khu vực này thì cực kỳ thơm nha. Ngoài cái này có hoa đẹp nở quanh năm luôn và chúng ta lại có hương thơm rất là giúp cho chúng ta sảng khoái tinh thần nha cả nhà. Thường cái hoa này bắt đầu nó nở thơm vào lúc trời tối nha, thơm lắm. Với cây vàng này là vàng miếng không đó à?
của cổ thụ này cả nhà. Sau khi họ đốn lên, họ xử lý, họ trồng và tích ra trái này cả nhà. Trái thật nha, trái đeo từ cành thật chứ không phải là dán cái sắt vô nha. Sao thầy Nam? Đâu vậy? Thì một vòng cho qua sao thầy Nam? Tình hình hôm nay đồng hành hạt càng ngày càng đông. Anh đây lô mãi mê ở đây. Có những khán giả ơi, là ban trưa thì lúc mình ở lại thì vắng khách, hiện tại thì khách rất là đông, càng ngày đi về tối càng đông. Khi mà trời, khi mà mặt trời buông xuống á thì lại mát. Bắt đầu du khách du xuân á, rất là nhiều luôn á. Đúng là vậy, mới nhộn dịp đó, ngày xuân ha, nhộn dịp. Và hy vọng rằng các người nông dân rồi các cái hội hoa rồi họ làm họ bán được anh ạ. Tới giờ thì mình thấy cái sức mua cũng chưa được mạnh chứ anh thấy không? Sức mua năm nay hơi yếu nha, do tình hình chung thôi, sức mua hơi yếu nha cả nhà. Tức là sau cái mùa dịch Covid-19 thì kinh tế dòng là tình hình chung mà thì lại cũng nhiều đời sống kinh tế cũng hơi khó khăn một xíu. Mua sắm thì hết mà phải có con hoa ở cái cửa nhà rất là đẹp ha. Nói thì mình cũng theo chủ quan thôi cả nhà. Chủ quan là mình thấy cái sức mua, nhưng mà thật ra là mọi người cũng còn đang đi tham quan, chọn những cái loại hoa phù hợp nhất. Mà chữ gì thì hết giờ họ đi về thì họ cũng người tài sắp hết mang. Em cũng thấy buổi tối là rất là nhiều người. Thời điểm này họ đi họ chụp hình, tranh thủ là ánh nắng còn đẹp thì để chụp hình thôi. Nhưng mà tới thời điểm mà tối đi về là chữ gì trên tay cũng có sách hoa về để cả nhà. Cho nên là ở đây nó dầu nhiều nhưng nó cũng sẽ vơi đi rất là nhiều, bán rất là được nha. Rồi thôi, giờ các bạn cùng với Anam chia sẻ các bạn tiếp tục cái dây cho qua nha. Rồi, let's go. Đi tiếp anh em mình đi tiếp thôi. Như mấy anh em chia sẻ và ở chợ hoa khu vực này thì như thế nào thấy không? Rất đông nha. Bữa nay rất đông người đi. Hoa khoe sắc thì người cũng khoe quần áo đẹp ha. Khoe quần áo đẹp ha nha. Có áo đẹp thì đem ra để mà chúng ta đi dạo phố để chiêm ngưỡng cùng một năm làm việc thật ngọc rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có cái thời gian chúng ta thư giãn rồi lấy thời dịp cuối năm. Còn những nam thanh nữ tú thôi cả nhà, chúng ta đi tiếp đi, góp phần bôi chen. Ở nhà xem nè, đây là đường Hùng Vương, đường dọc theo sông, sông bờ kè, có một cái cảnh rất là đẹp phía trước rồi chúng ta Nam cũng có quay cho cả nhà xem là chúng ta đi ra bờ sông á. Thấy không, rất là đông thì cũng bây giờ đến gần là 18 giờ rồi cả nhà, nhưng mà trời vẫn còn sáng nha. Mình tiếp tục đi hết một đoạn thôi cả nhà, không đi hết con đường này đâu, đông dài kinh khủng luôn. Cả nhà xem, đây là cái cổng, một cái chặng đường thôi đó, nghĩa là xem một cái cổng thôi. Rất là nhiều người ra đây chụp hình, trời ơi đẹp quá. Cho cả nhà xem, đây một cái cổng, một cái chặng thôi cả nhà, còn rất là dài con đường, mấy cây số luôn, chưa phải ít đâu cả nhà. Chúng ta đi một đoạn thôi. Nhưng mà đây thì khi chúng ta đến đây thì có một cái đội ngũ kiểm soát người mẫu tại khu vực Hội Hoa Xuân tỉnh Bến Tre nha. Anh là kênh Nhịp Sống Sài Gòn, xin chào mọi người. Chào em. Ôi ôi, đây là nam thanh nữ tú ở thành phố Bến Tre hết á cả nhà. Mình chia sẻ với mọi người thấy chưa. Rồi bye bye cả nhà nha, bye bye. Anh cảm ơn nha. Trong quá trình đi tác nghiệp thì cũng gặp rất là nhiều anh em bạn bè đi chụp hình, rồi mình cũng muốn chia sẻ với quý anh chị. Chúng ta lại tiếp tục hành trình, trời bắt đầu giờ tối rồi cả nhà. Cả nhà ơi, đây rất là nhiều người chụp hình,
Đi xuống, đi xuống. À, nhóm người mẫu đẹp quá giờ vô tắm nha. Rồi để xuống đi nè Thư ơi, Thư xuống đi Thư ơi, để xuống nè, để xuống đi, để xuống đi, để xuống. Rồi 1, 2, 3. Rồi ok. Rồi nhận lên tắm chuyện. Rồi nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Ok. Rồi 1, 2, 3. Rồi ok. Chúng ta đây là khu nhà hàng rồi cà phê hầm luôn nha cả nhà. Đây thì ở dưới là khách sạn, nhà hàng ở trên chúng ta sẽ có một quán cà phê nằm ở trên tầng. Ở đây cà phê rất nổi tiếng nha, có cái view rất là đẹp và chúng ta nhìn bao quát hết thành phố Nha Trang và view sông nha. Còn thì chúng ta đi đến cái đoạn này thì chúng ta sẽ đi xe máy thì vào được, nhưng mà cấm cái đoạn ô tô này. Chúng ta muốn đi chúng ta lại gửi xe ô tô ở cái chỗ khác, chúng ta đi vào đi bộ. Xe máy thì chúng ta có thể đi được qua tổng cái cổng trong cái khu vực Hoàng Mai Xuân nha. Và đang chia sẻ thêm với anh chị một cái góc khác tại khu vực Hoa Xuân, và chúng ta đi thẳng ra phía sau bờ kè. Đây nó có cái view rất là đẹp. Chúng ta ra phía sau ngắm sông. Đây. Bình thường thì người ta cũng hay ra đây để người ta đi tập thể dục và người ta ngắm sông là cả nhà. Đây, chúng ta ra đây chúng ta ngắm cái view sông. Đẹp chưa? Đó, miền Tây của Việt Nam là vậy đó cả nhà. Bây giờ thì cũng trời đã tối rồi cả nhà. Bây giờ chúng ta lại đi về. Nay chiều hôm nay chúng ta tham quan như vậy cũng nhiều lắm rồi. Mình với cả nhà đi về nha. Tìm đường đi chứ giờ đường chặt hết rồi cả nhà ơi. Cô ơi, cho con đi nhờ cô ơi. Bây giờ bắt đầu rất là đông rồi nha cả nhà. Con người đi lại lắm. Nhiều 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 lắm.
Bây giờ là đã là 18 giờ 30 phút rồi. Ngày 26 Tết nha. Đến em đi bây giờ tới chỗ rửa xe rồi cả nhà. Rửa xe. Món gì vậy muốn? Thầy YouTube mình. Dạ. Mình gì ạ? Dạ, em kênh Nhịp Sống Sài Gòn anh. Ở đâu? Ở Sài Gòn. Cứ quay nhỏ máy nhỏ này nha. Sao vậy? Đặc sản nha cả nhà. Đây đặc sản nè. Mày vô, mày vô. Bán cái tặng cái anh chị ơi, lấy tiền hai cái. Xe lấy xe, bỏ xe ở đây đi từ chiều giờ, quên lấy chìa khóa luôn cả nhà. Mình khủng thiệt, nhưng mà Bến Tre không sao đâu cả nhà ơi. Rồi thôi năm về nha, chúc cả nhà có buổi tối thật là vui và hạnh phúc nha. Trong những ngày Tết tại thành phố Bến Tre thì có những hoạt động gì năm dễ chia sẻ tiếp cả nhà. Bây giờ thì thôi năm về, hẹn gặp lại vào video clip tiếp theo nha. Bye bye. Rớt nón rồi. Có phần bỏ chen thôi nha. Dẫn trên đường về. Quá đông luôn. Trên đường về thì ghé ăn cũng chưa gõ đây, củ tỏ trên khu vực ở đây gần quảng trường nha, có một quá trình cắt nước nữa, ghé ăn một tiếng rồi về cả nhà. Và Nam muốn chia sẻ với cả nhà đây là một phần củ chưa gõ, một củ gõ này thì có giá 25.000 cả nhà. Ngay khu vực mà chúng ta đi cầu cái cối xuống chỗ khu vực quảng trường đó, đi một đoạn nữa thì chúng ta sẽ thấy quán củ chưa gõ bên tay phải luôn. Cả nhà thấy không? Tô như này mà chỉ có 25.000 thôi nè. Tô thiếu gõ như vậy mà chỉ có 25.000 thôi cả nhà. Cả nhà thấy rồi đó. Thịt rất là nhiều. Ở đây này bán cũng rất là lâu rồi, giá cũng bình dân. Anh Nam cũng thường ăn ở chỗ này đó cả nhà. Nay đi quay về cũng hơi mệt, nên giờ mình ghé mình ăn cái đi rồi mình về. Chợ Quế Xuân hôm nay cũng khá là nhộn nhịp, Nam thấy cơ bản là cũng rất là nhộn nhịp đó. Sức mua thế nào thì mình cũng phải để đến gần những ngày cuối đó, thì mình biết được đó nha. Thông thường thì mọi người mấy cái dịp những ngày đầu này họ đi tham quan, chụp hình rồi mọi thứ là nhiều, chứ họ cũng chưa có mua đâu. Mấy ngày cuối cùng họ sẽ mua rất là nhiều. Khoảng còn 2 ngày nữa là hết đó. Hoa xuân này họ mua kinh khủng lắm, sức mua ghê lắm.